Xin chào quý vị và các bạn. Đây tôi sẽ biệt xuất nét với các bạn một số cái vặt nên các bạn phải chuẩn bị nhất định bóng đèn của xe. Thì các bạn sẽ để ý là ô tô sẽ có bốn loại bóng đèn như sau. Thứ nhất là bóng đèn trắng và hai dây tóc. Bóng đèn trắng, hai dây tóc. Tiếp theo là bóng đèn trắng, một dây tóc. Tiếp theo là bóng đèn màu cam. Các bạn biết được bóng đèn này dùng cho xe nhà không? Một dây tóc. Các bạn nên nhớ ba loại. Và thứ tư là bóng đèn pha. Bóng đèn pha đây là bóng đèn xe hạ cốt và sẽ hạ gần pha xe ở phía trước. Như vậy chúng ta sẽ có bốn. Và còn một loại bóng đèn nữa là hai loại bóng đèn nữa. Nhưng mà nó không cần thiết lắm và là bóng đèn ở bên trong xe và một bóng đèn nhỏ ở phía trước. Ý tôi sẽ chỉ cho các bạn xong, nhưng mà các bạn nên sơ mua bốn loại bóng đèn này, bởi vì khi mà chúng ta mất bóng để mất điện hoặc là mất cháy bóng thì chúng ta sẽ bị công an hỏi phạt. Thì có bốn loại bóng đèn chúng ta phải dự trữ. Một, và trong cái hộp dự trữ này của tôi các bạn thấy là bao giờ tôi cũng có bóng đèn các loại cầu chì, cầu vít, tô vít, kìm, một cái cốc lọc dầu, và đây là cái bóng đèn pha tại của Đức tôi mua để sửa cho xe, tôi để dành cho xe khi mà có hiện tượng cháy thì tôi có thể thay được. Và các bạn có thể xem một số cái clip cách thay bóng đèn phía trước, bóng đèn phía sau và bóng đèn pha phía trước của tôi. Đây chúng ta sẽ để trong các hộp và để một xem nó sẽ giúp cho các bạn sau khi mà đợi. Thế còn lại cái bóng đèn pha mà tôi vừa nói với các bạn ấy, thì chúng ta dùng cái đèn pha và nó có pha xa và pha gần. Các bạn có thể cái bóng này có thể cháy pha xa cốt đèn hút hoặc đèn pha, cho nên là khi mà đã cháy một trong những cốt hoặc pha thì chúng ta còn bóng nó vẫn bình, chứ không phải hoàn toàn là cháy cả hai pha. Khi cháy cả hai pha thì toàn bộ đèn chúng ta tắt thì các bạn rất dễ phát hiện, nhưng có những trường hợp là nó chỉ cháy pha gần đèn cốt đấy hoặc là cháy pha xa thì các bạn cũng còn thì bóng vẫn bình, cho nên các bạn luôn sẵn sàng bóng, bởi vì là khi đèn trước này rất là quan trọng để giúp chúng ta chiếu sáng nhìn thấy mặt đường. Các bạn hai dây tóc nó sẽ dùng cho đèn phía sau. Bóng đèn vàng, màu cam, một dây tóc thì các bạn dùng để cho xi nhan. Và bóng đèn trắng, một dây tóc để dành cho đèn lùi. Các bạn phải nhớ là có ba loại bóng đèn tròn mà tôi đã vừa mua, đó là có đèn hai dây tóc dùng cho đèn lùi màu trắng, bóng đèn cam một dây tóc dùng cho xi nhan trái phải, và đèn lùi bóng đèn trắng một dây tóc. Bóng đèn pha trước, đèn sau, đèn lùi, đèn xi nhan và kể cả đèn trong xe này rất là đơn giản, chỉ là các bạn dự trữ những cái bóng cần thiết của mình trong cốp xe, sau đó là khi mà có cháy thì các bạn thay luôn. Và nhất là không được quên phải thay là an toàn lái xe luôn, luôn cái bóng đèn pha của mình luôn. Bạn tự làm được cái thao tác này ở nhà chúng ta rất là